Chương trình xin được chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, sau nhiều tháng tạm ngừng đến trường, sáng nay ngày 6 tháng 12, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An đã chính thức đón học sinh quay lại học trực tiếp. Đa số học sinh đều rất phấn khởi được trở lại trường sau một kỳ nghỉ dài vì dịch COVID-19. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự gửi về từ một số điểm trường trên toàn tỉnh. Tại trường trung học phổ thông chuyên Long An, thành phố Tân An, việc đo thân nhiệt rửa tay sát khuẩn được tiến hành ngay tại cổng trường đối với tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh. Trong thời gian dạy và học, thầy và trò đều phải đeo khẩu trang xuyên suốt. Trong buổi sáng thứ hai đầu tiên trở lại trường học trực tiếp, giáo viên, học sinh nhà trường thực hiện nghi thức chào cờ, sinh hoạt dưới cờ ngay tại lớp thay vì tập trung ở sân trường như trước đây. Năm học 2021-2022, trường Trung học phổ thông chuyên Long An có 90 cán bộ, giáo viên và 809 học sinh. Bên cạnh kế hoạch năm học, nhà trường cũng phải đảm bảo tất cả các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, thực hiện ngồi giãn cách trong lớp học, đồng thời lên phương án xử lý khi có F0 trong trường và bố trí 4 phòng cách ly tạm thời các F0, F1 nếu có. Nhà trường cũng đã có những cái phương án để xử lý tại chỗ nếu mà có cái tình trạng biểu hiện sốt, ho, khó thở nó xảy ra trong nhà trường. Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đúng quy định về phòng chống dịch của nhà trường, cộng với việc học sinh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1, nên đa số phụ huynh và học sinh đều an tâm, phấn khởi khi con em được trở lại trường học trực tiếp, được gặp lại thầy cô, bạn bè sau một thời gian dài xa trường. Là bây giờ được trở lại trường học, được gặp thầy cô, được gặp bạn bè nên là những cái căng thẳng và mệt mỏi của em nó cũng giảm bớt đi được phần nào. Và hơn hết nữa là khi mà em học trực tiếp trở lại thì cái lượng kiến thức của em tiếp thu nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Em không còn những cái lo lắng khi mà phải trục trặc kỹ thuật khi mà học online. Thầy cô thì cũng sẽ giảng dạy tụi em dễ dàng hơn. Tâm trạng của em ban đầu là rất là vui khi biết tin trở lại trường, bởi vì sau một khoảng thời gian dài nghỉ dịch thì tụi em rất là nhớ trường, nhớ lớp. Tất cả các thứ theo tôi nghĩ là nó ổn và tâm lý cũng ổn định thôi. Thì người ta cũng đã chuẩn bị nước rửa tay, người ta chuẩn bị đo nhiệt độ, có nghĩa là người ta sàng lọc trước khi vô ngay cổng trường, trước khi vô tới lớp rồi. Tỉnh Long An có 43 trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có cấp trung học phổ thông với tổng số học sinh năm học 2021-2022 trên 43.000 em. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh yêu cầu lãnh đạo các trường không được chủ quan lơ là, triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị với tinh thần bình tĩnh, chủ động, không mất cảnh giác, tổ chức thực hiện linh hoạt có hiệu quả để đảm bảo vừa an toàn phòng chống dịch vừa tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dạy và học tại đơn vị.